Oxy. Để dễ trình bày. Về căn tịnh hảo, căn thiện, căn vô ký. Nhưng mà thấy trong bài học thì bài học kế tiếp sẽ là thủ tánh trí tuệ, cho nên em không biết là ý của Thượng Tọa Thích Đẳng là muốn giảng lại cái thủ tánh trí tuệ hay là vậy nè. Hôm nay chúng ta nếu như Thượng Tọa Thích Đẳng cho biết là kết bài học này thì chúng ta cũng chỉ nhắc qua cái thủ tánh cuối cùng trong sáu cái tịnh hảo ở biệt cảnh. Chỉ vậy thôi, rồi tuần sau toàn như vậy. Ở đây bi và tùy hỷ hai câu thuộc nó nằm đơn lẻ, mà thường thì chúng ta nghe nói đến từ bi hỷ rồi xả, nhưng mà vì tâm từ cái chi pháp của nó thuộc về cái tâm sở vô sân, xả trong vô lượng tâm thì nó thuộc về cái thuộc tánh trung hòa tất cả mặt chất tất cả, và hai cái thuộc tánh bi và tùy hỷ mudita karuna karuna mudita thì vì nó là bất định cho nên nó nằm ở chỗ tịnh hảo bi cảnh. Trong khi đó thì tâm sở vô sân, tâm sở trung hòa là hai trong 19 tâm sở tịnh hảo giới hạnh, nó hợp với tất cả 100, nó hợp với tất cả 91 tâm tịnh hảo. Điều này thì đối với người học ví dụ pháp, học thắng pháp đặc tả dùng nhuyễn là thuần thục thì cái chuyện đó không phải là rắc rối, không thấy lẫn lộn cái này qua cái kia qua cái nọ. Nhưng mà chúng ta học dần dần rất sẽ quen thôi. Giờ thì xin thầy Lăng Dầu Nguyệt con hãy đọc cho cái phần của bài học đó sinh diễn sư giảng bài học hôm nay. Nam mô Thầy. Sa thủ lành thay, chúng con kính tri ân thầy Tế Siêu đã dẫn dắt cho bài học. Bây giờ thì con xin đọc chánh văn bài học hôm nay. Trần Thắng Pháp A Di Đà Phật, bài 58, nhóm vô lượng Phật, ở Bát Man Nha, thuộc tánh bi mẫn, Karuna, tùy hỷ, Mudita. Vô lượng Phật, Bát Man Nha, ở đây có nghĩa là không hạn cuộc đối với cảnh. Nói rõ hơn hai thuộc tánh này, bi mẫn và tùy hỷ, nằm trong những tâm lấy chúng sanh đối tượng. Và bởi vì không có giới hạn phân biệt, nên bi mẫn và tùy hỷ thật sự là tâm không có sự phân biệt đối với thân, sơ, chủng tộc, ngoại hình. Đây là hai thuộc tánh. Nếu mà
ngay trong hình thái phối thai. Nhất định đã có sự trưởng thành, chứ không giống như thuộc tánh vô sanh là chi pháp của tình vô lượng tâm, và thuộc tánh quân bình là chi pháp của xã vô lượng tâm. Theo thắng pháp Abhidhamma thì tam vi và tùy hỷ chỉ thật sự hiện hữu khi không có sự phân biệt thân, sơ, gần, xa. Khác với từ thuộc tánh vô sân và xã, thuộc tánh quân bình, hai thuộc tánh bi mẫn và tùy hỷ, không thuộc nhóm, thuộc tánh tịnh hảo biến hành, có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo, mà thuộc các thuộc tánh tịnh hảo biệt cảnh. Nói chính xác, bi mẫn, tùy hỷ là gì? Bi mẫn, Karuna, là sự cảm thông sâu sắc nỗi khổ của chúng sanh khác. Tất nhiên, trong sự cảm thông đó là thái độ mong cho chúng sanh hết khổ được vui. Tùy hỷ, mudita, là hòa vui theo hạnh phúc của chúng sanh. Từ đó, mong cho chúng sanh được nhiều hạnh phúc hơn. Đau khổ và hạnh phúc qua cái nhìn của bi mẫn và tùy hỷ, dựa trên trực giác và kinh nghiệm bản thân. Thứ định nghĩa đơn thuần nhất, không qua sự dài dòng văn tự. Bởi vì cả hai đều thuộc vô lượng phần, nên không có giới hạn trong mức độ và đối tượng. Bi mẫn, tùy hỷ, theo cách nói vĩ mô, hai thuộc tánh bi mẫn và tùy hỷ, không thể cùng lúc sanh khởi trong một sát na tâm, vì hai đối tượng khác nhau. Cảnh của bi mẫn là chúng sanh đau khổ, trong khi cảnh của tùy hỷ là chúng sanh hạnh phúc. Thuộc tánh bi mẫn chỉ có mặt trong những tâm giới, trong những tâm sắc giới, thọ hỷ, vì ngũ thiền quá tế nhị cho hai thuộc tánh này. Cũng nên lưu ý là thuộc tánh bi mẫn chỉ có trong tâm thiền sắc giới thọ hỷ, là điều khẳng định bi mẫn không có nghĩa là buồn nhục cho chúng sanh đau khổ. Mặc dù có định nghĩa là sự rung động trước cái khổ của chúng sanh. Hai thuộc tánh bi và tùy hỷ, hai thuộc tánh bi mẫn và tùy hỷ có mặt trong tâm quả sắc giới thọ hỷ để làm chức năng tục sinh, tiềm thức và mệnh chung trong lúc ở dục giới thì không có trong tâm quả. Đây là sự khác biệt trên phương diện thiền định. Bi mẫn, tùy hỷ nói theo bình diện rộng. Hai pháp bi mẫn và tùy hỷ được đề cập nhiều trong kinh tạng bằng đích danh hay qua các hình thái liên hệ. Chính tâm bi mẫn giúp hành giả tiêu trừ ác tâm, quán thù, trong lúc tâm tùy hỷ giúp xóa tâm, ganh tị, đố kỵ, vốn là những thứ tâm bất thiện thường xảy ra trong cuộc sống. Bi mẫn và tùy hỷ là hai trong bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Bốn vô lượng tâm này vừa là tâm cao thượng đối với tha nhân, vừa là tâm thiền định để phát triển thiền chi, đưa đến thiền chứng. Sự tu tập bốn vô lượng tâm có tác dụng lớn để chứng đắc tâm giải thoát theo thiền chỉ Samatha. Đại bi tâm cũng là đặc điểm của Bồ Tát hạnh trong nỗ lực quân tu Pháp Ba La Mật. Chư vị Bồ Tát hướng cầu giác ngộ vô thượng đều có tâm ý thức về sự đau khổ một cách sâu sắc để tự mình vượt thoát khổ đau và mong chúng sinh thoát khổ. Ngữ và nghĩa từ bi hỷ xả là bốn phạm trú trong thuật ngữ Phật học, được gọi ngắn gọn và rất phổ thông. Khi gọi như vậy, đôi lúc khiến một số người lầm tưởng có hàm ý là những cảm xúc lành mạnh, như bi là biết buồn trước khổ đau của người khác, hỷ là vui sướng trước hạnh phúc của thai nhân, xả là tha thứ, không cố chấp lỗi lầm. Nhưng định nghĩa như vậy rất sai với ý nghĩa nguyên của từ bi hỷ xả trong Phật học, mặc dù thoạt nghe rất gần gũi dễ hiểu. Nên cẩn thận, có trạng thái tùy hỷ với tâm thiện dục giới thọ xả và tâm bi trong tâm thiện sắc giới thọ hỷ là điều mà người học nên lưu tâm khi tìm hiểu về hai thuộc tánh bi mẫn và tùy hỷ. Hai thuộc tánh này không phải là cảm thọ như trong thuộc tánh thọ. Hình ảnh minh họa hôm nay
ảnh và học hình ảnh là sân chia năm hai thuộc tánh, và học hình ảnh là thuộc tánh bí mẫn và tùy hỷ. Điều đã nói và điều sắp nói, bài học trước là nhóm nhân trừ thuộc tánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Bài học tiếp theo sẽ là thuộc tánh trí tuệ. Trên phần đến đây là chấm dứt. Chúng con cùng hình thức về các đẳng từ bi thực dạng bài học của mình sai nhé. Kính thưa chủ tọa giáo sư, vâng của tâm sự nguyện chưa thống nhất và chưa bí chính tinh ở cái cách chưa thống nhất và chưa bí chính tinh ở cái cách chưa thống nhất quý vị khoảng tiêu khoảng chờ chúng tôi một chút. Không biết là đại đức tiểu tri muốn unmute hay là mute ở bên Zoom khoảng nghỉ cho biết. Các vị muốn truyền thanh qua bên Zoom hay là muốn chúng tôi nói chuyện trực tiếp qua bên Zoom vậy? Chào mừng. Kính bạch chư tôn đức và chư quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học về hai cái thuộc tánh bi và tùy hỷ. Rất ít trường hợp mà khi đi vào Phật học chúng ta lại nói riêng lẻ hai cái trạng thái này và đi chung với nhau. Thông thường chúng tôi phải nói cho đủ đó là từ bi, hỷ và xả. Nhưng ở đây chúng ta không có nói cái đầu, không nói cái đuôi, mà chúng ta nói cái giữa. Như lời diễn đọc của Thượng tọa Từ Siêu thì ở trong bốn pháp từ bi, hỷ, xả đó, thì hai pháp đã được đề cập trong phần thuộc tánh tịnh hảo biến hạnh. Đó là từ, tức là vô sân, và xã đó là thuộc tính quân bình, hay hồi nãy thì đó tôi sử dụng cái chữ là trung hòa. Thì cái sự khác biệt là từ và xã đó thì có mặt ở trong tất cả tâm tình hảo, và không nhất thiết là vô sân và thuộc tính quân bình. Có khi lấy chúng sanh làm đối tượng và có khi không lấy chúng sanh làm đối tượng. Chúng ta nhớ như vậy, hai thuộc tánh đó. Và khi mà từ và xã không lấy chúng sanh làm đối tượng thì nó không gọi là phạm trú, Brahma-vihara. Nó chỉ đơn thuần là vô sân, là trạng thái mát dịu, và quân bình là trạng thái tâm an nhiên quân bình, chứ không hẳn là phạm trú. Khi mà thuộc tánh vô sân và thuộc tánh quân bình phạm trú thì nó phải đạt được hai cái chuẩn, là hai thuộc tánh nó phải lấy chúng sanh làm đối tượng, tức là mong cho chúng sanh được an lạc, hoặc giả là nhìn chúng sanh với một cái tâm quân bình. Và thứ hai nữa đó, là khi đã gọi là phạm trú thì phải lấy vô lượng chúng sanh không có phân biệt là gần xa thô tế thân sơ, hay gọi là apamanya, là vô lượng. Nhưng mà riêng về hai cái trạng thái bi và tùy hỷ thì đây là một cái đặc điểm mà chúng ta tìm thấy trong Thắng Pháp, gọi là thuộc về vô lượng Phật, là nó phải vượt qua khỏi cái ranh giới của cái sự phân biệt hạn cuộc. Và nếu khi mà nó chưa vượt qua cái ranh giới đó
thì nó không gọi là bi và tùy hỷ. Chúng tôi lấy một cái thí dụ là đối với tâm từ là tâm cho, mong cho người khác được vui, và tâm bi mong người khác bớt khổ. Thì cái tâm từ không nhất thiết là nó thuộc về phải là vô lượng Phật. Nhưng mà tâm bi phải thuộc về vô lượng Phật. Và điều này chúng ta phải phân biệt và phân biệt rất kỹ. Thưa vị, có những lần mà Chư Tăng bàn thảo với nhau, chúng ta nói về một trạng thái tâm, một cái thuộc tính vô sân có mặt ở trong tất cả tâm tịnh hảo. Vô sân chỉ là sự mát vẻ, mát dịu, không có nóng nảy. Và nếu mình phát triển cao thì nó trở thành tâm tư, và nó trở thành phạm trú, lấy vô lượng chúng sanh làm đối tượng. Trong lúc ở tâm bi á, cái thuộc tánh bi đó, thì ngay trong cái phôi thai, ngay trong cái phôi thai, thưa quý vị, tức là trong trứng nước á, thì nó đã là một cái thuộc tánh vô lượng. Dạ, một cái thuộc tánh không có giới hạn. Điểm này thì phải học thắng pháp và phải lấy lý do tại sao mà bi và tùy hỷ nó bắt buộc phải nằm ở trong Appamanya, tức là vô lượng Phật. Bây giờ thì chúng tôi khoan đi vào chữ vô lượng Phật thêm nữa, mà vô định nghĩa đích xác bi là gì và hỷ là gì. Và cũng phải nói thêm là trên phương diện ngữ và nghĩa đó, thì cả hai chữ này đều tạo nên một sự nhầm lẫn, sự nhầm lẫn rất lớn. Thí dụ như là bi có thể hiểu lầm là một thứ cảm xúc, như là nó sầu, bi khổ ưu não, hay là bi ai, bi thống. Chữ bi là buồn. Và cái tâm bi mẫn hay đại bi á, thì nó không phải là một trạng thái buồn. Dạ, không là một trạng thái buồn. Mà bi á, có thể hiểu là một trạng thái cảm thông, nỗi đau khổ của người khác. Vị nào đã từng đi cứu trợ thì mới hiểu được cái trạng thái này. Và ở trong đời sống hàng ngày thì chúng ta có thể hiểu được rằng tại sao mà trong thắng pháp á, tâm bi lại có mặt ở trong các tâm hỷ. Và riêng trong tâm thiền, người thiền sắc giới á, thì tâm bi chỉ có mặt ở trong những tâm những cái tâm thiền sắc giới thọ hỷ thôi. Chúng ta nghe rất lạ, tại vì mình cảm thấy sự đau khổ của chúng sinh mà làm sao mà thọ hỷ được. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi nói là bi ở đây tức là sự cảm nhận, cảm thông nỗi khổ chúng sanh khác bằng một sự sâu sắc. Và cảm thông nó rất khác với cái trạng thái gọi là buồn dục. Khi nào mà quý vị qua bên Thái Lan, người Thái đó họ khi họ nói chuyện hàng ngày đó, thay vì họ nói please hay là xin vui lòng, thì họ không dùng cái chữ vui lòng mà họ dùng cái chữ karuna. Và karuna có nghĩa là bi mẫn. Thì chữ karuna mình mới nghe đó, nếu mình học Phật học mình cảm tưởng như là mình năn nỉ, mình xin xỏ người khác cho người ta động lòng. Nhưng mà karuna không phải là động lòng, hay là mà karuna tức là một cái sự cảm thông. Dạ, yeah, một cái sự cảm thông để giúp đỡ người khác. Dạ, yeah, cảm thông mong cho người khác được thoát khổ. Và cái cảm thông đó nó không mang cái tính gọi là bi lụy. Hồi nãy chúng tôi có nói một chuyện là
khi mình đi cứu trợ, đặc biệt là có những lần mà chúng tôi sang cứu trợ bên Philippines, bên Miến Điện và bên Nepal rồi chẳng hạn, thì tôi cảm thấy rằng trước cái nỗi khổ của muôn loài đó, trước nỗi khổ của những nạn nhân của thiên tai như là bão Naga hay là động đất của Nepal, bão Naga của Miến Điện, thì mình đến đó, mình không thể cứu trợ bằng cái tâm mà buồn. Khi mình buồn á, cái tâm mình nó mất đi cái nhuệ khí rồi. Mà càng thấy người ta khổ thì mình càng phải tích cực, dốc lòng để làm hơn. Và cái trạng thái mà mình dốc lòng tích cực làm hơn đó, thì nó nằm không có nằm ở trong một cái cảm xúc bi ai như người ta nghĩ. Đây là một trạng thái rất là khó hiểu khi mà một người nghĩ đến tâm đại bi của Đức Phật. Đức Phật làm rất nhiều việc cho chúng sanh, nhưng mà Ngài không có cái tâm cảm xúc mà bi ai. Lấy một ví dụ là buổi sáng Ngài quan sát thấy có một ông Bà La Môn, ông có cái duyên lành để giác ngộ, và Đức Phật hay là Đức Phật quan sát Tướng Cướp Angulimala có căn duyên giác ngộ, nhưng mà hôm đó đó, nếu mà Đức Thế Tôn không xuất hiện kịp thời thì người cụ sát Angulimala sẽ giết mẹ của mình, tại vì bà mẹ đi đến để báo tin cho con, mà Angulimala thì quá muốn để hoàn thành cái đại nghiệp là giết đủ 1.000 người, thì đã giết 999 người rồi, đã đến cái khu rừng đó để độ cho Angulimala. Thì Đức Phật đã đến đó xuất hiện, Ngài không xuất hiện bằng cái tâm bi lụy, Ngài không xuất hiện bằng cái cảm xúc buồn, mà Ngài đến bằng cái tâm bi bận. Và chúng ta phải hiểu là cái trạng thái bi bận nó vượt lên trên cái mà chúng ta thường nghe một cách rất là cải lương, đó là mình đau cái nỗi đau của chúng sanh, hay là mình buồn giùm cho người khác. Tâm bi không có buồn giùm cho người khác và không có đau cho người khác, mà tâm bi là tâm cảm nhận một cách sâu sắc nỗi khổ chúng sanh nó đang chịu khổ. Bởi vì Ngài Narada, Ngài có nói như vậy là cái kẻ thù trực tiếp của tâm bi mẫn đó là sự độc ác hận thù, mà cái kẻ thù gián tiếp của tâm bi mẫn đó là cái tâm bi lụy. Về điểm này rất là khó hiểu. Có những người mà thấy người khác khổ mình chết đứng trong lòng, hay có những người thấy người khác khổ mình chịu không nổi, mình muốn quay mặt đi tại vì mình chịu không nổi. Nhưng mà như vậy chúng ta không giúp được gì cho người đó được hết. Và đó là một phản ứng của cảm xúc, chứ không phải là một tâm bi thật sự. Tâm bi thật sự đó là biết chúng sanh khổ, mong cho chúng sanh thoát khổ và giúp sanh vượt khổ. Thì cái tâm bi là một cái trạng thái, nó không liên hệ đến sự bi lụy. Chúng ta nên hiểu về chuyện này. Thậm chí là chúng tôi có nói chuyện với một số những bạn trẻ ở bên Mỹ, thì có trường hợp này, thưa quý vị, thỉnh thoảng có một vài bạn trẻ ở bên này đó, vì cha mẹ cũng tương đối có tiền nên khi đi học thì không phải phải nợ, và khi tốt nghiệp ra trường rồi đó, thì một cái tương lai sáng lạng chờ đợi sau những năm học làm bác sĩ. Thì những bạn trẻ này họ lại phát tâm để đi làm thiện nguyện ở tại Phi Châu, tức là đi giúp đỡ cho những nơi mà người ta thiếu bác sĩ, người ta cần sự chăm sóc về y tế. Và khi những người đó trở về lại Hoa Kỳ để thăm gia đình thì lên chùa, thì chúng tôi có nói chuyện. Và ở trong lúc nói chuyện đó thì chúng tôi có hỏi rất kỹ về cái đời sống tinh thần, đời sống nội tâm của những vị này khi mà sang Phi Châu. Thì những vị này cũng kể lại là
đi gặp những người rất là khổ, khổ vì đói, khổ vì bệnh, đủ thứ hết, khổ vì thiếu phương tiện. Và chúng tôi cũng hỏi thăm là khi mà mình sống với những người khổ như vậy, mình có khổ không? Thì những vị này nói rằng chỉ bận rộn giúp cho họ thôi, chứ mình đâu có ngồi đó mình rầu rĩ không có gì. Thì điều đó nó đúng cái nghĩa của cái tâm bi bận thật sự. Lạ lắm thưa quý vị, chúng ta cứ nghĩ rằng mình đến một nơi mà người ta rất khổ thì mình sẽ buồn. Không phải, mình sẽ buồn khi mà mình không làm gì hết. Mình buồn chỉ là thái độ phản ứng, hay mình buồn mình rầu rĩ, mà rầu rĩ mình không giúp được người ta. Thật ra chúng ta nên hiểu rằng có một thứ bi bẩn, mà sự bi bẩn đó là cảm thông được nỗi khổ, bắt tay vào việc giúp đỡ cho người khác được thoát khổ. Nhưng mà nó không hề là một trạng thái bi thương. Bởi vì Ngài Nada, Ngài nói rằng cái kẻ thù gián tiếp của tâm bi, tức là sự bi lụy, bi thương, đó là cái thù gián tiếp, nó không giúp ích được. Và khi mà mình cảm thông sự đau khổ của người khác đó, thì cái tâm bi đó nó phải vượt ra khỏi cái, một cái trạng thái rất là tế nhị, là liên quan đến ngã tính. Đây là ta, đây là của ta, đây từ ngã của ta. Một bà mẹ mà thấy đứa con của mình nó bị người khác chửi mắng, thì bà mẹ khóc, bà mẹ buồn. Buồn vì nghĩ rằng đó là con của mình. Mình không muốn con mình bị ai ăn hiếp, bị con bị ăn hiếp mình khóc. Thì cái đó nó không đúng nghĩa với tâm bi. Nó không đúng nghĩa với tâm bi ở trong vi vận Phật giáo. Tại vì sao? Tâm bi đó nó chỉ áp dụng ở trên cái giới hạn là con của mình. Mà nếu không phải con của mình mà của người khác, thì ai sống bằng ai chết bằng ai, thì cái đó không phải tâm bi. Tâm bi đúng nghĩa đó, nó không có nằm ở trong cái giới hạn của đây là con của mình, đây là cái gì của mình. Nó không có cảm xúc. Và tâm bi là một cái sự cảm nhận. Cái chữ đúng nghĩa với chữ tâm bi là sự cảm thông. Một cái người cảm thông với người khác không có nghĩa là người đó phải buồn giùm cho người khác, phải bi lụy giùm cho người khác. Chúng ta nên hiểu ý nghĩa của tâm bi như vậy. Và cái trạng thái, một cái thuộc tính khác ở đây chúng ta được gọi là tâm tùy hỷ. Tâm tùy hỷ là tâm hòa vui theo cái hạnh phúc của người khác. Muốn hiểu cái tâm tùy hỷ đó, thì chúng ta nên hiểu cái gọi là cái bệnh trầm kha muôn thuở chúng sanh. Đó là bệnh ganh tị và đố kỵ. Ganh tị đố kỵ tức là ví dụ mình làm ca sĩ mà nghe người khác khen một ca sĩ khác thì không thích. Không thích. Mình cảm tưởng như người ta khen người khác tức là mình là mất đi cái thế giá của mình, người ta chê mình. Hay là cũng cùng là bạn bè, nhưng người bạn mình thành công thì mình gièm pha. Tại vì lý do đó là mình cảm thấy người khác được thành công, được hạnh phúc, được nhiều phước, thì mình cảm thấy mình đố kỵ. Thì cái đó là đối lập với tâm tùy hỷ. Cái tâm tùy hỷ đó, nó không phải là một cảm giác vui. Dạ, nó không là cảm giác vui, bởi vì trong những tâm thiện gọi là đại thiện đó, nó có cái tâm thọ xả. Nhưng mà trong tâm thọ xả đó, nó vẫn có cái tâm. Thật ra cái chữ hỷ ở đây đó, chúng tôi cũng rất ngại, giống chữ bi vậy đó. Hỷ ở đây có thể hiểu tạm như là một thứ cảm xúc. Nhưng mà kỳ thật, cái tâm thọ hỷ là cảm thấy nó là một trạng thái. Ví dụ như Đức Phật, Ngài thấy chúng sanh tốt, không nghĩa là kẻ hí hửng, mà Ngài thấy chúng sanh tốt. Ví dụ như một vị tôn giả nói pháp tốt, một vị tôn giả tu tốt, thì Ngài tùy hỷ. Và chúng ta tạm dùng cái chữ hỷ ở đây thôi, chứ không phải là Đức Phật Ngài thấy một người tu viện mình, Ngài vui mừng. Cái vui mừng, cái kiểu mà cảm xúc không có chuyện đó.
Nhưng mà về là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mình thấy ai được giàu sang, được hạnh phúc, được thành công, và mình đón nhận điều đó như là một điều đáng có, nên có. Và cái sự đón nhận đó nó không nhất thiết là mình biểu lộ bằng cái tâm tư vui ra mặt, mừng ra mặt, không phải vậy. Mà cũng có thể bằng cái tâm thản nhiên, nhưng mà lại nếu cần thì tán thán điều đó, và không có ganh tị, không đố kỵ với người như vậy. Chúng tôi rất là ngại khi mà có những danh từ như là từ bi hỷ xả mà người ta nói quen quá rồi nó tạo thành một cái sự hiểu sai hoàn toàn thuộc về cảm xúc. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về điểm này. Nhưng mà bây giờ đó thì chúng ta tạm có cái định nghĩa ngắn về thuộc tánh bi. Bi mẫn tức là cảm thông cái khổ đau của chúng sanh khác. Và trong cái cảm thông đó, nó lại có cái ý hướng mong chúng sanh thoát khổ. Và hỷ tức là cảm nhận cái hạnh phúc của chúng sanh khác bằng cái tâm chấp nhận thoải mái, mong mỗi chúng sanh đã hạnh phúc rồi, hạnh phúc nhiều hơn. Nói một cách khác đó là đây là hai cái phản ứng, hai cái cảm xúc rất là lành mạnh, rất là đẹp, rất là cao thượng của một con người đối với đau khổ và hạnh phúc của chúng sanh khác. Về điểm này đó, thì nó tương tự như trong đời sống của chúng ta. Mà chúng ta nghe những câu nói rằng kỹ sở bất dục vật thi ư nhân. Cái gì mà mình không muốn cho mình thì mình không muốn cho mong muốn người khác. Mà cái gì mà mình cảm thấy rằng mình sống, mình mong được cái gì thích hợp, cái gì an lạc, cái gì dễ chịu, thì mình cũng mong chúng sanh được như vậy. Và mình không mong cái sự đau khổ, và khi người khác đau khổ thì mình cũng mong cho người khác tránh sự đau khổ. Và ví dụ như là mình vào trong cái phòng rửa mặt ở trên máy bay mà mình thấy nó dơ thì mình không thoải mái, thì bằng cái tâm bi vẫn nghĩ đến người đi sau, mình nghĩ rằng sau khi mình sử dụng xong mình phải lau cho sạch, tại vì mình không mong muốn rằng ai bước vào trong đó thấy nó dơ, thấy cái bồn rửa mặt dơ giống như mình đã từng thấy vậy. Cái đó cũng là một trạng thái tâm bi bẩn. Hay là mình đi mình thấy có cái gai, cái miệng chai, mình xích nữa mình đạp rồi thì mình thấy được, không phải mình làm lơ mà mình thấy được, xong rồi để mình nhặt, mình để một nơi an toàn, tại vì mình mong không ai bị như vậy. Cái đó nó cũng là cái mà mong cho chúng sanh không có đau khổ, và nó cũng mong chúng sanh được an lạc. Ví dụ như mình bước vào trong nhà vệ sinh mà mình cảm thấy sạch sẽ, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy nó không nhất thiết mình hí hửng ra bên ngoài, nhưng mà khi rời nhà vệ sinh thì mình cũng lau dọn sạch sẽ, mình mong rằng những người đến sau cũng được cái hạnh phúc như vậy. Đó cũng là một trạng thái tâm tùy hỷ. Thưa quý vị, bởi vì nó là một thứ tâm thái rất là tế nhị, nên chúng ta tuyệt đối không nên nghĩ rằng tâm bi, thuộc tánh bi và tùy hỷ đó, nó chỉ có ở trong cái tâm hỷ, mà không có trong tâm xã, trong thuộc tánh hỷ, tùy hỷ. Và cũng không nên nghĩ rằng cái tâm bi không có mặt ở trong tâm hỷ. Nó ngược lại đó, là có nhiều cái vị có cái tâm tâm bi mẫn, nhưng mà bi mẫn bằng cái tâm thọ hỷ, thì chư vị A-la-hán cũng có, và Phật nhân cũng có.
Và trong nhiều cái tâm thiền như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, đều là tâm thiền có hỷ và lạc đó, thì có cái có cái tâm bi, tâm bi ở trong đó. Yeah. Tâm tâm thiền nào có tâm bi, vì lý do là như vậy là lát chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói sang cái phần trên bình diện rộng đó, thì từ bi hỷ xả đó nó thuộc về những cái đề mục của thiền samatha, tức là thiền chỉ. Chúng ta sẽ nói thêm về điểm này, nhưng mà hiện nay chúng tôi muốn cố gắng để quý Phật tử khi học về tâm bi và tâm tùy hỷ vượt ra khỏi cái quan niệm về cảm xúc. Dạ, về cảm xúc đó là có thể có tâm tùy hỷ, có thể có thuộc tánh tùy hỷ ở trong tâm thọ xả, tức tâm đại thiện thọ xả, và cũng có thể có tâm bi mẫn ở trong tâm thiện sắc giới thọ hỷ. Về chỗ này hồi nãy thì tôi siêu nói rằng khi mà mình học, mình đã học thắng pháp rồi, mình thấy nó bình thường, mình thấy nó quen thuộc, có vấn đề gì. Nhưng người mới học có nhiều khi nghe nó hơi ngờ, nghe nó cũng lạ. Và thưa quý vị, riêng về cách nói đại loại đó, thì bi và tùy hỷ nó là những cái pháp được nói nhiều đến trong đạo Phật. Thật ra khi mà Phật pháp dạy rằng thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thì có cái định nghĩa là thiện là cái gì lợi người, lợi mình, lợi cả hai, mà không hại người, không hại mình, không hại cả hai. Thì cái lợi đó, nó là một thứ vừa tâm từ, vừa tâm hỷ. Mà hại đó, không hại mình, không hại người, không hại cả hai, cái đó nó cũng mang một cái dấu ấn của tâm bi. Và trong cuộc sống hàng ngày, nếu mà chúng ta càng có nhiều tâm bi mẫn, thì chúng ta không có cái tâm làm giảm bớt cái tâm quán thù, quán ghét người khác. Khi nào mà mình mong cho người khác bị khổ, yeah, thì lúc đó mình có vấn đề đó. Yeah. Mình mong người khác bị khổ. Ví dụ như có ai đó mình ghét lắm, thì mình mong cho người đó khổ đi. Chúng tôi có một cái trường hợp này cũng kể quý vị nghe, ở đây nó mang tới cách Phật pháp chứ nó không mang tới cách chính trị. Có một Phật tử tâm sự với chúng tôi rằng mặc dù là một người rất là hiểu đạo, hiểu Phật pháp, nhưng mà thấy có những người mà họ vì quan điểm chính trị đó, họ không tin vào chuyện mang khẩu trang. Yeah. Họ xem chuyện mang khẩu trang là đi ngược lại với cái chủ trương là coi Covid-19 đó là một vấn nạn lớn. Và họ nói chuyện cái chuyện bình thường, nó có gì vấn nạn lớn, tại họ không mang khẩu trang. Thì cái người Phật tử này đó, họ thấy về họ bực lắm, họ tức lắm. Và họ nghĩ một điều như vậy, và bị đó nói thật với chúng tôi là thấy những người không mang khẩu trang đó, mà bị quan điểm chính trị đó, nghĩ là cho họ bị nhiễm Covid và họ chết đi cho người khác nhờ. Thì chúng tôi nói rằng cái tâm đó là tâm ác. Tâm đó là tâm ác. Tại khi mình có cái tâm bi mẫn, mình không nghĩ như vậy. Yeah. Khi mà mình có cái tâm bi mẫn á, thì mình không bao giờ mình mong cho ai bị khổ hết. Mà người ta khổ mình thương xót, chứ không phải là thấy người khác khổ mà mong cho người đó khổ chết đi. Mặc dù có thể là mình giận họ, quan điểm này quan khác mình giận họ, cái đó phải coi chừng. Nó nằm ở trong đường tơ kẻ tóc thôi, nó nằm rất gần với nhau. Bởi vì đó, đời sống bình thường mình càng tu tập tâm bi thì mình càng giảm bớt tâm độc ác, giảm bớt cái tâm hận thù. Còn nếu mà mình không có tu tập tâm bi thì mình dễ rơi vào hận thù. Hận thù là gì? Là thấy người khác, một cái người đó là người mình ghét đó, họ bị khổ, mình khoái trá, mình cảm thấy sung sướng. Hay là ở bên Mỹ thì có trường hợp là người ta nhắc đến những người Hồi giáo, như là những người Hồi giáo ISIS,
hay là những Hồi giáo Pakistan thành phần cực đoan. Đôi khi họ bắt cóc rồi họ giết những con tin một cách rất là thảm sát. Thì nghe những người đó bị dội bom, nghe người đó bị thảm sát bằng drone chẳng hạn, thì trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. À, những người ác như vậy đó, thì họ nên bị tiêu diệt. Giống như là mình ghét con rắn, mình thấy ai đọc con rắn chết mình cảm thấy hạnh phúc. Thì quý vị biết là đâu đó trong cái tâm mà muốn chúng sinh khác bị giết, muốn chúng sinh khác bị tiêu diệt, cái đó là một trạng thái của sân tâm, của quán thuộc, của tâm não hại. Cái này nó rất là để phát triển cái tâm bi, tức là cái tâm cảm thông sự đau khổ đến cái mức độ mà không mong cho ai đau khổ. Đừng vì niệm sân si hoặc hiềm hận trong lòng mà mong người đau khổ. Đó là lời của Thừa Bỉ Kinh. Chúng ta càng tu tập cái tâm bi thì mình càng cảm thấy bớt đi cái hận thù. Và chúng ta nhớ rằng những người mà hô hào thù hận diệt bên này diệt bên kia đó, mới nghe thì nghe giống như là những cái lý tưởng cao cả về chính trị, về yêu nước. Nhưng mà coi chừng những cái tâm thái mà có vẻ nặng nề, tâm thái mà có vẻ là kết án người khác, kết án một cách nặng nề đó, nó đang tiêu diệt gọi là đào bới cái gốc chính mình. Nó đang làm cho mình tổn đức. Cái tổn đức ở đây tức là hại đi cái tâm bi mẫn của chính mình. Mình phải cẩn thận lắm, phải coi chừng về việc đó. Và một cái trạng thái khác mà chúng ta đề cập tại tâm hỷ ở đây tức là mình thấy cái hạnh phúc của người khác là điều nên có, điều mình tùy hỷ. Có thể mình không có vui ra mặt, nhưng mà khi nghe người khác được khen, nghe người khác được thành công, nghe người khác được hạnh phúc, nghe người khác được lợi lạc, thì mình nghe nó dễ chịu. Mình nghe nó là một good news, là một tin tốt, giống như chính mình mà được những điều tốt đẹp. Thì cái tâm tùy hỷ nó đối lập với một trạng thái là ganh tị tật đố. Ganh tị tật đố là một cái trạng thái phiền não mình rất là dễ sợ ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cần để ý. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến bốn trạng thái tâm từ là sự thân thiện, mong cho chúng sanh được an lạc; tâm bi là sự cảm thông, mong chúng sanh thoát khổ; tâm hỷ là tâm hòa theo niềm vui của chúng sanh khác, hòa theo hạnh phúc, mong người khác được vui hơn; và tâm xả đó là cái tâm an nhiên, quân bình trước mọi cái gì biệt khuyết điểm của chúng sanh. Thì càng đi càng sâu thì chúng ta thấy rằng nó không phải là cảm xúc, mà chính những trạng thái tâm này là một cái trưởng thành rất lớn. Và riêng đối với trong thiền định thì nó lại đạt đến một cái cảnh giới. Thứ nhất là nó trở thành những thứ tâm thiệt. Trở thành tâm thiệt. Chúng ta có học về thiền chỉ là một trạng thái định tâm mà nó sẽ an trú bằng năm cái chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Và từ đó nó đạt đến chỗ tinh luyện thuần thục, nó đi đến cái những cái trạng thái như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Thì thưa quý vị, từ bi hỷ xả, ở đây chúng ta nói về bi và hỷ đó, nó là những cái tâm thái mà nó có thể đạt đến một cái cảnh giới rất rộng, gọi là vô lượng. Cái trạng thái vô lượng đó Đạo Phật gọi là Brahma-vihara, mà trong chữ Hán gọi là phạm trú. Thì lúc đó cái tâm đó, nó không có bị ngăn ngại nữa. Và cái tâm nó rộng này đó, nó làm cho
nội tại của chúng ta, ở thế giới bên trong của chúng ta, an trú vào trong một cảnh giới hoàn toàn khác. Chính vì lấy một cái ví dụ là nếu mà mình để ý trong đời sống hàng ngày đó, con người có những con người chỉ tốt với người thân của mình mà không tốt với người xa lạ, và càng không thể tốt với kẻ thù, thì con người đó là khác. Họ tốt là tùy người. Nhưng mà có những người có bản chất thân thiện tự nhiên, có tâm trắc ẩn tự nhiên, dù là gặp một người lạ bước vào trong cái cửa tiệm mình cũng thân thiện được. Dù mình đi trên đường thấy ai đau khổ, mình cũng sẵn sàng giúp, mặc dù người đó mình hoàn toàn không quen biết. Thì cái tâm từ đó, tâm bi đó, nó đạt đến một cảnh giới rộng. Và nó có một cái sự khác biệt rất lớn giữa một người tâm ý hẹp và sự khác biệt giữa người tâm ý rộng. Ở trong cái tư tưởng về đạo học cũng như là tâm học của người Trung Hoa đó, thì người quân tử và người quân tử được nhắc đến nhiều, định nghĩa nhiều, nhiều cách. Và thậm chí đôi khi người ta định nghĩa cho quân tử nó mang tính cách là rất là trừu tượng, khó hiểu. Nhưng mà riêng đối với Phật pháp đó, thì thưa quý vị, một con người mà nếu chúng ta gọi là quân tử hay là người thiện trí, đúng nghĩa đó, là cái tâm rộng. Và cái tâm rộng đó nó nhờ vào bốn pháp từ bi hỷ xả. Một cái người mà học vị cao, địa vị cao, nhưng mà thiếu từ bi hỷ xả đó, thì cái tâm vẫn hẹp hòi. Còn một người mà thấy bình thường nhưng mà cái tâm họ lũng rộng, thì họ vẫn là một bậc thiện trí. Và cái rộng ở đây nó không dựa trên quan niệm, chỉ dựa quan niệm luân lý đạo đức, mà trên phương diện thiền định. Một cái vị tỳ kheo sống ở trong rừng một mình mà có đủ cái tâm từ đối với tất cả cái sinh linh, sinh vật ở chung quanh, dù lớn, dù nhỏ, dù thô, dù tế, hữu hình hay vô hình, đều có cái tâm từ, đều có tâm bi, thì vị đó đời sống phải khác. Hay là có những buổi sáng mình đi bách bộ trên đường, mà trong sự bách bộ đó cái tâm mình hoàn toàn thân thiện, mong cho tất cả chúng sanh ở hai bên, ở trong xóm làng, ở trong con đường đều được an lạc, mong cho chúng sanh người khổ hết khổ, người sợ hết sợ, hãy người sầu hết sầu bi. Tâm từ tâm bi đó nó đặt chúng ta vào trong một cái tâm thái rất là nhẹ nhàng, rất là khác biệt với cái tâm rất là hẹp hòi, lúc nào cũng nghĩ đến tôi, nghĩ đến ta, nghĩ đến của tôi, của ta. Thật ra bốn vô lượng tâm là một cái nó không phải là một thứ đạo đức theo cái quan niệm thường thức không, mà còn là cái cảnh giới của thiền định. Cảnh giới thiền định riêng đối với một vị tu tập ba la mật như là Đức Phật của chúng ta, được xem là vị tròn đủ tất cả các pháp ba la mật, thì cái tâm bi nó lại là một trong những cái chất liệu rất quan trọng trong hành trình ba la mật. Không có một vị Bồ Tát nào tu tập ba la mật mà không có ý thức về nỗi đau khổ. Chúng ta nghe ở trong kinh đó, về hình ảnh của Đức Bồ Tát thời xa xưa là một vị thương buôn mà tàu bị chìm, ngài leo lên trên cái cột buồm cho tới tàu chìm hẳn, rồi ngài dùng tất cả sức mình sinh ngài bơi như vậy cho đến khi mà ngài không còn sức nữa, ngất đi. Ngày hôm sau ngài thức dậy, ngài tỉnh dậy thấy mình đang tấp vào trong cái đảo, một cái bờ biển của ngoài băng đảo, thì ngài nhớ lại những giây phút mà mọi người kêu la hãi hùng khi chiếc tàu chìm xuống, và ngài phát tâm suy nghĩ rằng cuộc đời này giống như một cái bể khổ vậy. Và ngài nguyện rằng phải làm cái gì đó để tự cứu chính mình và cứu muôn loài thoát khổ. Và
Từ đó Ngài khởi đi tu tập ba la mật cho đến khi Ngài thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì chúng ta đọc câu chuyện đó, chúng ta hiểu rằng tất cả chư vị Bồ Tát khi mà tu tập thoát khổ thì cái bi tâm có hai khía cạnh. Một là cảm nhận một cách sâu sắc về nỗi khổ của cuộc đời với cái tâm mong cầu thoát khổ. Nhưng mà rồi lại có một thứ khác nữa là cái bi mẫn, là cảm thông nỗi khổ của tha nhân cũng như của mình và mong cho muôn loài được thoát khổ. Thật ra trong cái hạnh nguyện giải thoát giác ngộ thì ở trong đó cái bi tâm đóng một vai trò rất là quan trọng. Chúng ta đọc kinh Bổn Sanh và nhiều câu chuyện về tiền thân của Đức Phật thì cái thái độ mà mong cho chúng sanh khác được bớt khổ, được vui á, đó là một cái tâm thái gần như cố hữu của chư vị Bồ Tát và các ngài. Khi mà mình có thể hiểu được giác ngộ sự khổ, sự thật về khổ, vì khổ và con đường để diệt khổ một cách hoàn toàn đó, thì trải qua vô lượng kiếp, các ngài là người nghiền ngẫm, thẩm thấu, cảm nhận một cách triệt để về nỗi đau khổ của mình và đau khổ người khác. Thật ra cái đại bi tâm nó là một trong những cái tố chất rất lớn của chư vị tu tập để dẫn đến giác ngộ giải thoát. Thưa quý vị, trong một cái ý nghĩa khác liên quan đến bi và tùy hỷ đó, thì một người tu tập tâm bi và tùy hỷ là người có cái nhìn về cuộc sống một cách rất là rõ nét giữa hạnh phúc và đau khổ. Nếu chúng ta đặt mọi vấn đề nó dựa trên cái hạnh phúc và đau khổ thì con người sẽ khôn hơn, ít có nông nổi hơn trong cái việc cư xử đối với người khác và bản thân của chính mình. Chúng ta đọc những câu chuyện mà về cái thời chúng ta tạo gọi là thời phong kiến, mà đặc biệt là ở trong những cái tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn nói về cái thời đó của những thập niên đầu thế kỷ 20 ở tại ngoài Hà Nội và ngoài miền Bắc ấy, người ta có những cái quan niệm về gọi là môn đăng hộ đối. Khi mà những vợ gả chồng cho con thì người ta muốn một đám cưới rất là trọng thể, bao nhiêu là tiền bạc đổ vào cho thách cưới, nói đến danh dự, và thậm chí là có nhiều khi người ta cưới hỏi xong thì cô dâu và chú rể phải mang nợ 20-30 năm mới trả lại. Thì thưa quý vị, lúc mà chúng ta đọc những câu chuyện đó thì chúng ta thấy rằng con người thường đặt vấn đề danh dự về mặt mũi mà hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến cái hạnh phúc và cái khổ đau của con cái phải chịu khổ như thế nào. Lúc bây giờ cái hạnh phúc và khổ đau nó là một cái gì rất là mơ hồ. Người ta chỉ muốn mặt mũi thôi, chỉ muốn danh dự thôi. Và nếu mà người ta thật sự đặt vấn đề khổ đau và hạnh phúc thì và hiểu rõ việc đó, thưa thưa thì mọi thứ nó sẽ khác đi hoàn toàn. Bởi vì giờ quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nha. Hello. Hello. Dạ. Dạ cô. Dạ. 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 Dạ, dạ được cô để đó đi cô, dạ để đó đi, dạ, dạ. Dạ vâng, dạ cô để đó đi cô, dạ, cô lập bàn thờ để đi, dạ, dạ. Dạ vâng, dạ. Dạ, dạ xin lỗi quý vị.
Dạ thưa quý vị Phật tử, cái khả năng mà sống mong cho người bớt khổ thêm vui đó, bớt khổ là biên mà thêm vui là tùy hỷ đó, nó trở thành một cái nhân sinh quan rất là thoáng. Nó có thể là một cái kim chỉ nam, có thể là một cái tài công, có thể là một người dẫn đường rất là rõ trong đời sống. Khi mà mình lớn lên mà mình hiểu được thế nào là khổ đau và hạnh phúc, đối bản thân mình nó đã quan trọng rồi, đối với người khác cũng quan trọng nữa. Thật ra tâm bi là mong cho người bớt khổ, tâm tùy hỷ là mong cho người thêm vui. Thì thưa quý vị, cái đó đó nó là một cái dấu hiệu trưởng thành của cuộc sống, nó quan trọng. Và đối với người tu Phật thì giúp cho chúng ta giảm thiểu đi được những cái phiền não mà rất là thường có xảy ra, đó là tâm hận thù và sự ganh tị, hai thứ mà có quá nhiều trong cuộc sống, nhất là trong cái thời đại ngày hôm nay. Nếu mà quý Phật tử để ý, trong cái những cái cuộc mà tranh luận hơn thua về chính trị hiện nay đó, con người dần dà không còn quan tâm đến cái khổ đau và hạnh phúc của cuộc sống nữa, mà chỉ nghĩ vấn đề hơn thua, và nó tạo nên rất nhiều cái bi kịch. Bởi vì sao? Chúng ta đã mất phương hướng, cãi nhau nhiều quá. Bây giờ cho đến lúc mà mình chỉ mong rằng bên kia phải bị những cái đau khổ, càng khổ càng tốt, thì cái đó là tâm của chúng ta bắt đầu có vấn đề. Một khi mà mình thấy người khác càng khổ, mình càng cảm thấy hạnh phúc càng thoải mái, thì mình có vấn đề. Thì thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn nói về cái bi và tùy hỷ trên phương diện chúng ta gọi là trên cái bình diện rộng, hay là theo cách nói đại loại. Bây giờ chúng tôi xin được trở lại với cái phần ngữ và nghĩa đó. Thì những cái chữ mà thông thường chúng ta gọi là từ bi hỷ xả đó, nếu mà chúng ta định nghĩa không khéo, thì từ bi hỷ xả nó thuộc về cảm xúc. Giống như tâm bi là biết rung động, biết đau cái nỗi đau của người, tâm hỷ là biết vui sướng theo hạnh phúc của người, tâm xả là biết tha thứ. Những cái định nghĩa đó, nó không trúng trong Phật học, quý vị nhớ như vậy. Tâm bi là cảm thông nỗi đau khổ của chúng sanh và mong chúng sanh bớt khổ. Tâm hỷ là cảm nhận cái hạnh phúc chúng sanh và mong chúng sanh được tiếp tục hạnh phúc hoặc được hạnh phúc nhiều hơn. Tâm xả là tâm quân bình. Nếu chúng ta định nghĩa cho kỹ thì chúng ta thấy rằng cái hiểu của chúng ta thường là hiểu sai lắm, không có đúng. Chúng ta nên cố gắng, nên cố gắng định nghĩa, mặc dù bốn pháp này rất là phổ thông. Cái chữ bi thường nó có một cái điểm là liên quan đến đau khổ, như ví dụ nó bi lụy hay là bi thương. Bi ở đây là bi mẫn chứ không phải là bi thương. Hỷ ở đây tức là tùy hỷ chứ không phải là hỷ là hoan hỷ. Hỷ là cái cảm giác vui. Thành ra chữ bi và hỷ ở đây đừng hiểu như là chữ của cảm xúc, mà hiểu đó là một thái độ. Một thái độ rất là lành mạnh của cuộc sống. Và cũng đừng nghĩ hiểu rằng tâm bi không có mặt ở trong cái thuộc tánh bi không mặt trong tâm hỷ. Bi có mặt ở trong tâm hỷ. Và đừng nghĩ rằng sự tùy hỷ không có mặt trong tâm xả. Tùy hỷ có mặt ở trong tâm thiền thọ xả, tâm đại thiền thọ xả, tâm di tác thọ xả. Mấy cái mà chúng ta phải đặc biệt rất là lưu ý. Đó là vài điều chúng tôi xin được đề cập đến hai cái thuộc tánh bi và tùy hỷ. Như chúng tôi nói rằng cả hai đề tài đều là đề tài lớn và rất là tế nhị ở trong Phật học. Chúng ta đặc biệt nên cẩn thận. Bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu, không biết Thượng Tọa có ở trước máy và nghe được không?
nếu được kính cung thỉnh Thượng Lão Tổ Sư Hoan Hỷ giảng cho phần tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi là Thượng Tọa Tự Siêu có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tự Siêu nghe được, xin kính thỉnh Thượng Tọa. Thú vị, có lẽ là Thượng Tọa Tự Siêu không có ở trước máy. Thượng Tọa Pháp đang nghe, không biết Thượng Tọa có nghe và không biết được không? Nếu được kính thỉnh Thượng Tọa nói cho vài lời. Ô, dạ thấy Thượng Tọa Tự Siêu rồi. Dạ kính cung thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý tôn đức quý phật tử, khi mà chúng ta đề cập đến tướng vô lượng tâm, nếu mà chúng ta nói theo thắng pháp thì cái chi pháp ở đây như chúng ta đã biết là từ chi pháp gọi là tâm. Ở đây khi nói đến Appamanya và vô lượng phần thì chỉ thấy có hai cái tâm sở, tức là bi và thủy hỷ. Nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng là như vậy thì từ và xã không phải là vô lượng phần. Chúng ta không nên nghĩ như vậy, bởi vì ở đây thứ gì khi mà bi và tùy hỷ được xếp riêng tịnh hảo bi cảnh đó, thì lúc bây giờ nó mang cái tên chung cho nhóm gọi là Appamanya, tức là vô lượng phần. Nhưng mà khi nói đến vô lượng tâm thì phải nói đủ cả bốn là từ bi hỷ xả. Và điều này chúng ta cần phải hiểu là Alo Pháp đó là một cái đặc tính của tâm từ, nhưng không phải alo pháp. Alo sát ở đây là ý hoàn toàn ý nghĩa là tâm từ, bởi vì alo sát vô sân đó là thuộc tất tịnh hảo biến hành có mặt ở trong chính mình muốn tâm tịnh hảo, nó chỉ là cái trạng thái nó làm cho các pháp đồng sanh không có sự nóng bức, với cái đặc tính đó
với chúng mình. Sắc vi với tâm sở Trung Hòa, mà ngày xưa thì ở đây cứ nói là tính niệm tàm quý vô thâu sân hình xã. Thật sự ra thì cái tâm sở tất cả mình chân ta ta nó không phải hành xã, vì nó lại tập trung tập thái ổn định cho các pháp đồng sanh, nó ở cái mức trung hòa, không thái quá, không bất cập. Bình như vậy. Khi mà người ta chế tạo ra những cái máy nó tối tân hơn, ngày xưa những cái máy chẳng hạn như là cái laptop, lúc xưa đó, hay là cái thì xài lâu vẫn được nóng. Nhưng mà bây giờ người ta gắn một cái hệ thống, do đó cho nên xài lâu nó không có bị nóng, nó cứ trung hòa bình như vậy. Thì đó giống như là dạy cũng tính đến tập tác là trước những cái sự khen chê vui khổ đau mất kinh nhục, tâm vẫn bình thản, không có đó bị biến. Nhưng mà khi mà có tâm từ, cái tâm thiện cảm đối với tất cả sanh, thì cái này nó cũng phải là vô lượng chúng sanh. Đối với người thì đối với người, khi mà đã giữ cái tâm quân bình hành xả thì dầu cho đối với chúng sanh nào mình cũng giữ được cái tâm xả. Thí dụ như bây giờ, dầu cho người đối lập, đối nghịch với mình, họ được hạnh phúc hay họ đau khổ, mình cũng nghĩ rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Họ có làm phước đời trước thì bây giờ họ được hạnh phúc, hay là do đời trước họ tạo ác nghiệp, bây giờ họ phải bị sự khổ đau. Cái tâm của mình bình thản, mình không có vui, không có buồn, thì đối với người thân, người thương của mình trong gia đình, tư thế ở sanh nào cũng giữ được cái tâm xả đó, thì như vậy xả mới trở thành vô lượng tâm.
và bi và tuệ hỷ thì mình giữ cái trạng thái vô lượng tâm như thế. Bây giờ chúng ta lại nói riêng về cái tâm bi, cái tâm sở bi và tuệ hỷ đó. Bi và tuệ hỷ ở đây nó phối hợp với 28 tâm. 28 tâm, trong đó có 24 động lực cho cái tánh, và có 4 cái tâm thuộc về tâm quả Vipaka. 24 động lực đó tức là 8 thiện dục giới, 8 duy tác dục giới hữu nhân là 16, rồi 4 thiện sắc giới thọ hiển, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi 4 tố sắc giới thọ hiển, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Như vậy 16 với 6, 16 với 8 là 24, 24 động lực. Vì tâm thiện sắc giới đó, lấy cái đề mục bi hay là tùy hỷ để làm cái đề mục tâm mắt thanh á, mà tu chứng thiền. Cho nên khi mà đã chứng được cái thiền sắc giới với cái đề mục bi và tùy hỷ, từ hoặc bi hoặc tùy hỷ hoặc hành xả, thì hễ mà cái tâm thiền thiện với cái đề mục nào thì khi mà phát sinh lên tâm quả thì tâm quả cũng bắt cái cảnh đó, nó cũng có cái pháp tương ưng như vậy. Đó là cái điểm đặc biệt giữa thiện và quả ở sắc giới, vô sắc giới và sự thế. Còn dục giới thì không, nghĩa là khi mình an trú tâm từ tâm ý tâm xã bằng cái tâm thiện dục giới, cái đó là một thiện pháp. Nhưng rồi khi mà phát sinh lên quả dị thục thì cái tâm đại quả đó không có, từ bi hỷ xã không tương ưng với từ bi hỷ xã. Đây là một điểm mà chúng ta cần phải lưu ý giữa nhân và quả dục giới và nhân và quả sắc giới, vô sắc giới sự thế. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta nói một cách tổng quát đó, thì chúng ta nói rằng bi về tùy hỷ được gọi là vô lượng, là vì lấy chúng sanh, lấy vô lượng chúng sanh làm cảnh. Nhưng mà bi về tùy hỷ khi mà nó tương ưng với cái tâm quả sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thuộc về quả đó, thì có, chỉ là có như vậy thôi. Vì cái tâm quả Vipaka thứ 8 này đó được tạo thành bởi cái tâm thiện sắc giới. Cho nên tâm sắc giới có bao nhiêu tương thuộc thì tâm quả sắc giới bao nhiêu thuộc tánh đó. Một kiếp tử thì làm việc này thì không thể nào mà trú vô lượng chúng sanh được, không thể mà trú vô lượng chúng sanh được, bởi vì tâm đó rất, tâm quả rất thụ động. Thưa quý vị, tâm thụ động chứ không phải là cái tâm năng động như là cái tâm động lực
tâm động lực cho bất đá thì được tâm thiện. Phàm phu chúng ta hay là bậc hữu học mà an trú tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì là khác. Hay là chính thiền thì lấy cái đề mục bi hỷ, từ bi hỷ xả để làm cái đề tài mà tu tập. Nhưng mà cho đến khi thành tựu được cái tâm quả, có được cái vị thụ quả mà sanh khởi, thì vị thụ quả nó cũng có những cái tâm sở đó tương ưng. Nhưng mà lúc đó không có lấy chúng sanh làm đối tượng, bởi vì tâm này nó thuộc giống quả và do đó nó không có, nó không có an trú được, nó không có lấy chúng sanh làm đối tượng được. Thì những điều đó chúng ta cần phải hiểu để chúng ta không có bị nhập nhằng giữa cái trạng thái này với trạng thái khác. Chúng tôi xin nhắc lại ở đây là từ bi hỷ xả nó ở một cái khía cạnh đại loại thì cả bốn pháp này đều là vô lượng, vô lượng tâm, đều là vô lượng tâm. Nhưng mà khi nói chi tiết đó, theo pháp thực tính đó, thì bi và tùy hỷ thuộc về nhóm vô lượng tâm, còn adosa, vô sân và trung hòa, hai tâm sở này nó thuộc về tịnh hảo, biến hành, bình thành, tâm từ, tâm bi thôi. Chứ kỳ thật tâm từ bi mới là vô lượng tâm với bi và tùy hỷ. Còn adosa và tachamatthata trung hòa thì không thể là vô lượng được, không thể là vô lượng tâm được. Điểm thứ hai là khi chúng ta nói đến bi tùy hỷ nói riêng và nói chung là từ bi hỷ xả đó, khi nó trở thành một cái đề mục ở trong những cái đề mục thiền chỉ samatha, kamathana, thì ở đây chỉ có tâm thiện sắc giới và tâm tố sắc giới thì mới tích cực ở trong cái đề mục đó. Còn ở trong cái tâm quả sắc giới đó, thì chỉ là ăn theo, chúng ta nói cách nôm na là ăn theo tâm thiện, nó không có, nó không có hoạt động được gì cả. Đây là những điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà những cái thuộc tính này. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta có được cái câu thảo luận rồi, cho nên chúng thường gọi là trở lại nó một cái thời. Thì tôi siêu từ bỏ quan hệ xác nhận một điều đó là phải chăng cái chi pháp của từ vô lượng tâm là thủ tánh vô sanh, nhưng mà thủ tánh vô sanh thì không hẳn là từ vô lượng tâm. Có nhiều trường hợp thủ tánh vô sanh chỉ có mặt ở trong tâm tịnh hảo thôi, nhưng mà không hẳn đó là thuộc về từ vô lượng tâm. Và trong trường hợp cái thủ tánh trung hòa hay thủ tánh chúng ta gọi là tánh quân bình thì nó là chi pháp của xã, nhưng mà nó không hẳn luôn luôn nó là xã vô lượng tâm, đúng chưa? Hãy nói xã vô lượng tâm là chi pháp được thuộc tánh trung hòa, nhưng tánh trung hòa không nhất thiết là luôn luôn xã vô lượng tâm. Thì tôi tỉnh xin thì đó nghĩ xác nhận điểm này ở cái trên. Thưa thầy, như chúng tôi đã nói khi nãy, thì ở đây cái thuộc tánh vô sân cũng như cái thuộc tánh trung hòa
đó là tình. Cho nên cái vai trò của nó, vai trò của hai cái tâm sở này, khi mà nó tương ưng phối hợp với tâm tình hảo thì nó chỉ đơn thuần, nó thể hiện cái đặc tính để trợ duyên cho các cái tâm sở khác đồng sanh được mát mẻ, nghĩa là không có bị nóng gì. Cho nên trong trường hợp đó thì không phải là công từ. Ngay cả khi mà chúng ta đang bố thí, chúng ta đang giữ giới, hay là chúng ta đang niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hay là quán thân tứ đại, quán thân bất tịnh, chúng ta ngồi thiền, thì lúc đó cũng là tâm thiện. Ở trong tâm thiện thì đương nhiên là nó có cái tâm sở vô sân và tâm sở trung hòa. Nhưng mà đang lúc mà chúng ta ngồi, chúng ta niệm Phật, thì lúc đó không thể nào gọi là chúng ta đang có tâm từ. Ở đây nó khác nhau thưa quý vị. Bởi vì nếu mà chúng ta đang ngồi thiền mà chúng ta trú tâm từ, thì lúc đó vô sân nó mới trở thành tâm từ, từ vô lượng tâm. Còn nếu như mà chúng ta đang quán vô thường của nơi vô ngã thì cũng bằng cái tâm thiện. Tâm thiện thì có vô sân, thì vô sân không phải là lúc bây giờ trong trường hợp này nó không phải là từ vô lượng tâm. Cũng vậy, khi mà chúng ta đang quán vô thường khổ đau vô ngã, đang quán thân bất tịnh chẳng hạn, thì lúc đó tâm thiện dụng giới sinh khởi. Bạch, không còn nghe được, xin tiếp tục, hoặc không biết lại. Giúp chúng ta thử xíu, chúng ta có nghe được không? Xin chúng ta có nghe không biết lại. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói không? Chúng tôi bị gián đoạn bao lâu rồi? Bây giờ 30 giây. 30 giây như vậy thì xem như chúng tôi cũng đã trả lời được. Người nói 5 giây, người nói 30 giây, người nói 1 phút. Chúng ta không biết. Mai mốt chắc có lẽ chúng ta phải cầm theo cái đồng hồ đếm. Đồng hồ đếm, các vị biết đồng hồ đếm không? Để chúng ta nói cho chính xác. Nói tóm lại thưa quý vị, chúng ta tác ý tu tập tâm từ, có nghĩ tưởng đến mong cho tôi được an vui, mong cho chúng sanh được khác được an vui, thì lúc đó là có tâm từ adosat. Còn hẳn khi nào mà a-lu-sát
tâm sở Anusas nó sinh, nó ưng với tâm thiện để mà tu tập các pháp môn khác, làm cái việc thiện khác, thì lúc đó không gọi là từ vô lượng tâm. Tâm xã cũng như thế, chúng ta cứ nhớ như vậy thì chúng ta sẽ tốt. Cũng như khi mà chúng ta nói đến bốn cái phẩm trú, bốn điều một phẩm trú, Brahma Vihara, từ bi hỷ xã, mà nếu từ bi hỷ xã mình rất tương ứng với cái tâm thiện bốn sắc giới đó, thì lúc đó mới đúng là bốn phẩm trú. Còn khi mà tâm thiện sắc giới mà nó phát sinh lên tâm quả sắc giới thì nó ăn theo tâm thiện sắc giới có khả, thì cái tâm quả sắc giới nó cũng có tương ứng với từ bi xã. Nhưng mà cái đó chúng ta mượn danh từ ké, chúng ta nói là phạm trú, có bốn cái phạm trú phối hợp, nhưng không phải, lúc đó không có phạm trú, bởi vì đó chỉ là quả gì thôi mà thôi. Đây là những điều mà chúng ta phải hiểu. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Thầy. Sao tôi kính Thượng Tọa Tuệ Siêu. Xin Thượng Tọa Tuệ Siêu có thể giải thích một điểm như vậy là chúng ta nói rằng trên phương diện thiền chỉ đó, thì tâm thuộc tánh bi đó chỉ có mặt ở trong những cái những tâm sắc giới thôi, tức là tâm sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền thôi, không có trong ngũ thiền. Mình nói bi mà chỉ có trong tâm thọ hỷ á, thì đối với người thường nó nghe nó chói lỗ tai lắm. Thì tôi phải giải thích tại sao ở trong ngũ thiền thọ xã thì lại không có tâm bi, chính không thỉnh như vậy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến từ bi hỷ xã thì chúng ta cần phải chú ý, cần phải lưu ý một điều là nó không có liên hệ đến thọ vedana. Thí dụ như là tùy hỷ mudita, nó vẫn tương ưng với cái tâm thiện thọ xã như thường, bởi vì ở đây lấy ý nghĩa khác. Còn chúng ta tu tập hành xã như vậy, chúng ta tu tập xã vô lượng tâm thì xã đó nó cũng vẫn có mặt ở trong cái tâm thiện thọ hỷ như thường, nhưng mà đó là chúng ta nói trên phương diện tâm dục giới, tâm thiện dục giới hay là tâm tố dục giới. Còn riêng về bốn cái pháp từ bi hỷ xã nó trở thành những cái đề mục thiền chỉ, hay gọi cái danh từ gọi là Brahma Vihara, là phạm trú, bốn phạm trú. Thì ở đây quý vị, trong thanh tịnh đạo giải thích là ở đây không phải vì ngũ thiền, bây giờ chúng ta nói theo thắng pháp thôi, chứ không có nói theo cái hệ thống kia. Vừa nói ngũ thiền vừa nói tứ thiền quý vị lộn xộn lắm,
quý vị sẽ nghe lộn xộn. Bây giờ nói về ngũ thiền thọ xả, không phải vì nó là thọ xả cho nên nó chỉ có tương thích với cái đề mục xả phạm trú. Không phải. Cũng như khi mà chúng ta nói về nếu như chúng ta nói thì tại sao mình nó tương thích với sơ thiền thọ hỷ, tâm thiền tứ thiền thọ hỷ, ở đây chính vì lẽ đó là không hành hạnh. Và chính cái đề mục này, ba cái đề mục này hướng tâm đến chúng sanh, hướng tâm đến chúng sanh, và còn bị chi phối bởi chúng sanh. Còn khi mà đạt đến cái trạng thái ngũ thiền thì ngũ thiền là một cái trạng thái thiền rất là tinh vi và không còn bị chi phối chúng sanh nữa. Ngài Vô Thông Khởi Sáng này có cho một cái thí dụ khi mà Ngài nói đến bốn vô lượng tâm này. Đề mục đắc sơ thiền, đề mục đó chỉ là từ vi hỷ mà thôi, xả không có đắc được sơ thiền. Chừng nào mà đã trải qua từ vi hỷ đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi đó, thì lúc bấy giờ mới chuyển qua cái đề mục xả phẩm trú để chứng ngũ thiền. Chúng ta phải giới hạn cái chỗ đó lại, phải đóng khung cái chỗ đó lại để chúng ta khỏi bị nhầm lẫn. Và Ngài đưa cái thí dụ thế này, giống như một người mẹ khi mà con nó còn, khi mà sinh ra bốn đứa con đó thì đối với đứa con nào thì bà mẹ có cái tâm mong cho con của mình được sự an vui. Ví dụ giống như là cái trạng thái của vị hành giả, cái tâm trạng của vị hành giả mà hành từ vô lượng tâm nha, từ phẩm trú nha. Rồi đối với đứa con nào mà nó sinh ra mà nó eo ột, nó hay bệnh hoạn, đối với đứa con nào mà nó bị khổ thì lúc bây giờ người mẹ khởi lên cái tâm xót thương, xót xa. Còn đối với đứa con nào mà nó khỏe mạnh, nó vui chơi, thì lúc bây giờ người mẹ có cái tâm vui, tâm vui thích, đó giống như là tùy hỷ. Ví dụ giống như là tùy hỷ đối với chúng sanh. Nhưng mà
Cho đến khi người mẹ đã già rồi và con cái cũng đã lớn thành nhân chi nghĩ hết, lúc bây giờ không cần phải quan tâm đến chúng nữa. Người mẹ lúc bây giờ giữ cái trạng thái tâm bình thản, bởi con đã lớn hết, nó thành tài hết rồi. Cho nên nó có cuộc sống riêng tư thì lúc bây giờ người mẹ không phải giống như khi mà chúng nó còn nhỏ, đứa nào bệnh hoạn thì xót xa, còn đứa nào mà nó vui, nó mạnh khỏe thì quan hỷ. Bây giờ là đến cái giai đoạn mà người mẹ giữ cái tâm bình thản. Cũng vậy, hành giả lúc ban đầu thì mong mỏi cho chúng sanh được sự an vui. Rồi khi mà nghĩ đến chúng sanh bị đau khổ thì vị hành giả trú với ở tâm lúc xa con muốn cho chúng, mong cho chúng sanh này thoát khỏi sự khổ đau, cảm thông cái nỗi khổ đau đó. Nhưng mà cũng còn có nghĩa là bị chi phối bởi chúng sanh đau khổ. Rồi có lúc vị hành giả thấy những chúng sanh khác, nghĩ đến những chúng sanh khác được thuận lợi, được hạnh phúc, được an vui, thì vị hành giả khởi lên một cái tâm bằng lòng, vừa lòng với chúng sanh đó, và nghĩ rằng sam bất ti hi smit chan tu, mong cho chúng sanh này được thành tựu sự thành lợi, luôn luôn nghĩ vậy. Nhưng mà cũng là bị chi phối bởi chúng sanh, cho đến khi mà vị này tu tập cao hơn và đến cái mức mà chỉ còn xả và định, xả niệm thanh tịnh, thì lúc đó tâm của vị hành giả sẽ trú trong cái đề mục xả phòng trú. Xả phòng trú tức là bây giờ không có còn chi phối cái sự vui hay là cái sự khổ của chúng sanh khác. Thì lấy theo cái ý nghĩa đó mình luận mà nói, thì ở đây ở trong thanh tịnh đạo trình bày thì chúng ta sẽ thấy rõ là lý do tại sao từ cái sơ thiền cho đến tứ thiền, tức là nói chung là thiền thọ hỷ, thì trú ở từ bi hỷ được, nhưng mà xả phạm trú thì phải tới ngũ thiền mới trú trong cái điều một đó được. Và đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thứ hai mà thầy Đoàn Giảng Đẳng vừa nêu năm của thầy. Nãy giờ quý vị có bị gián đoạn không? Quý vị có nghe bị gián đoạn không? Ồ, vậy tốt quá. Xin tỉnh thầy Đoàn Giảng Đẳng trở lại. Sao tôi kích trình thì tạo thị siêu, mà chưa tạo thị siêu hỏi một câu nữa rồi để thì tạo thị nghĩ. Mà chưa tạo thị siêu hỏi câu này thì nghe nó cũng hơi ngây ngô quá là. Thí dụ hôm nay chúng ta nói về bi và tùy hỷ, có khi nào thì tạo nghĩ rằng nếu mà mình học Phật Pháp, hoặc như là trong Tam Tạng Bali mà mình không dùng cái Thắng Pháp, đôi khi có nhiều điều mình rất là khó giải thích. Thì tạo có nghĩ như vậy không? Xin kính thỉnh thì tạo quan nghĩ chia sẻ một vài cái kinh nghiệm thực tế của thì tạo về điểm này. Kính thỉnh thì tạo.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thật lòng thì cái điều này nếu như thượng tọa hỏi thì chúng tôi mới nói là có những cái pháp nói chung, tức là những cái pháp môn tu tập, nếu như không dùng tới thắng pháp nghĩa áo phí thầm mắt thì chúng ta rất khó để hiểu và để giải thích Phật pháp một cách tinh xác được, khó lắm thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà nói thường cái vấn đề này đó, thì những người họ không hiểu nhiều pháp, họ không hiểu thắng pháp, thì họ cứ cho rằng là tại vì mình chuyên về ví dụ pháp rồi mình mới nói để mình khen ngợi cái bộ môn của mình tâm đắc. Nhưng không thưa quý vị, tại sao chúng tôi nói không phải là như vậy, là bởi vì nếu mà những ai có xem trong Atthakatha chú giải đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là khi mà chú giải kinh Tạng trường bộ, trung bộ, tăng tương ương, tăng chi, tiểu bộ, chú giải lục tạng luôn liền, khi mà chú giải thì các ngài như ngài Anuruddha hay là ngài Buddhaghosa, ngài đều dùng cái ý nghĩa của thắng pháp Amitabha để mà ngài trình bày, ngài giải thích những cái vấn đề khó ngay chỗ cái câu Phật ngôn ở trong cái bài đó, vân vân. Nếu mà chúng ta đọc chú giải chúng ta sẽ thấy như vậy. Như vậy không phải ở đây chỉ có tôi hay thượng tọa Giác Đẳng hoặc là tất cả chúng ta mới nhìn nhận rằng thắng pháp là giúp cho giải thích tinh xác về Phật pháp, mà ngay cả các bậc trưởng lão tiền bối, các bậc A-sa-lê, các ngài cũng phải dùng đến thắng pháp ở phía tâm mắt để mà ngài giải thích Phật pháp. Đây là một điều rất là quan trọng. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta luôn luôn cố gắng, mặc dù khó nhưng mà chúng ta sẽ học thắng pháp, vì chúng ta học thắng pháp ở phía tâm mắt cho đến khi chúng ta thuần thục thì cái vấn đề mà tri kiến hiểu pháp của chúng ta ít có hiểu sai, ít nhất là cũng chúng ta cũng hiểu không có sai nhiều lắm, tức là cỡ khoảng chúng ta hiểu đúng cỡ khoảng 70-80% hiểu gì. Còn nếu như chúng ta không có cái tư tưởng ở phía tâm mát ví dụ pháp thì chúng ta đọc kinh điển là nhiều khi chúng ta hiểu xa, hiểu sai, hiểu nhầm lẫn. Khi mà ngồi nói chuyện hay là nghe một vị mà thuyết giảng, đối với một vị nào mà có học ví dụ pháp thì khi vị nó giảng pháp là mình nghe mình biết liền, tức là vị đó nói không có sự mâu thuẫn đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, không có giảng theo tư ý. Còn nếu như một người họ không có giỏi ví dụ pháp, những vị pháp sư mà họ chỉ đọc ở trong
tặng kinh mấy bài kinh, mấy khu kinh Pháp Cú đem ra giảng, giảng theo tuần bụng thì mới bị nó giảng sai hết, giảng sai. Mình nghe là mình biết liền là vị này không có học gì Pháp. Cho nên giảng cái tinh nghĩa của Phật Cú không có xói sâu vào cái đạo lộ giải thoát. Thì đây là những điều mà chúng tôi cũng thành thật chia sẻ với quý vị để khích lệ thêm cho Phật tử chúng ta trong cái vấn đề của chúng ta học thắng pháp. Nam mô thầy. Sa thú cái trình thượng tọa thượng sư để xin thỉnh thượng tọa thượng sư đi nghỉ. Thượng tọa thượng quyền ấy, thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thượng quyền nghe được xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận trước thật. Thượng tọa thượng quyền, chúng thấy rất đau khổ là một đề tài lớn ở trong Phật pháp khi chúng ta học về tứ đế đó. Thì tôi có nghĩ rằng người nào học Phật pháp mà học về đau khổ mà thiếu cái tâm bi mẫn, thiếu tâm bi mẫn tức là biết cảm thông đau khổ của chúng sanh, thì mình học như vậy là có vấn đề không? Xin thỉnh chủ tọa chủ quyền quan hỷ chia sẻ một vài cảm nhận chủ tọa về điểm này. Nam mô Bất Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá, tôi định chúng được nghe rõ. Chào cảm ơn vị chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Tế Siêu thần tọa diệu đáng và minh hạnh. Để tự truy sư Minh Thông cùng sư tăng đang hiện diện thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Vì cái bậc thượng tọa và thật thì nếu như chúng ta nghĩ rằng cái niềm đau nỗi khổ của khổ đế trong cuộc đời này thì không nói ra thì tất cả chúng ta đã đang nếm trải. Thì là một người tu mà chúng ta phải khởi cái tu Phật nhưng mà thiếu cái tâm bi mẫn, có phải là thiếu cái tâm bi mẫn đối với chúng sinh hay không, trước nỗi khổ của chúng sinh? Trước nỗi khổ của chúng sinh thì có vấn đề chắc, thì quả thật thì có những chuyện chúng ta có thể làm, có những chuyện chúng ta không thể làm. Quả thật thì như chúng ta thấy Đức Phật một vị giác ngộ tứ đế khai sáng chân lý cho tất cả, chính ngài cũng phải nói rằng chúng ta thấy Phật này cũng phải tùy cái duyên của chúng sinh thôi, bởi vì lòng đại bi ngài mới thành tựu Phật đạo giải thoát để cứu tế chúng sinh thoát khỏi trầm luân sinh tử đau khổ. Nhưng phải nói rằng ngài rất là thương chúng sinh, bằng chứng như chúng ta thấy ngài những phận sự, những điều mà ngài làm trong thường nhật. Nếu mà người hữu duyên với chính ngài thì dầu bất cứ hoàn cảnh nào, ở giai cấp nào, nơi nào thì ngài cũng thân chân ngài đi tới để khai sáng cho người ấy giác ngộ. Nếu có những chúng sinh không hữu duyên với chính ngài thì ngài có tấm lòng bi mẫn đối với chúng sinh, nhưng mà cảm thấy rằng nếu như cái việc làm chính ngài mà nó không được thành tựu, không có thể chuyển hóa họ được, thì tất cả ngài cũng chịu theo duyên nghiệp của chính họ. Thì đây là chúng ta thấy đó, nếu họ có vấn đề chăng thì nếu có vấn đề thì trong vấn đề mà có thể giúp được mà không giúp, hay chúng ta không giúp thì nó mới có vấn đề. Còn nếu chúng ta không thể giúp, như một lần chúng ta trong kinh văn chúng ta nhớ đó, Phương Tử Môn Thí trải tấm vải một cái con bước lên để mình sẽ có con, nhưng với cái tuệ giác của chính Phật, Phật nhìn thấy rằng chúng sinh Phương Tử Môn Thí này không thể có con cho nên ngài không bước lên. Bởi vì nếu như vậy thì tại sao Đức Phật ngài không có từng bi đâu với Môn Thí với Phương Tử Môn Thí? Thì quả thật ngài biết không có được cái điều đó, không thể được thì ngài không có thực hiện.
cũng phải có những ở trong cuộc đời này chúng ta thấy người ta khổ là một chuyện, nhưng chúng ta có thể giúp cho người ta trong khả năng của chính mình, còn nếu như không có khả năng được thì tất cả cũng tùy cái duyên nghiệp của chúng sinh thôi. Bởi vì có những điều nhiều khi chúng ta thấy nó có một điều rất là đặc biệt, rất là lạ. Khi tất cả chúng ta đó, chúng ta luôn luôn nhìn cái khách quan đó, chúng ta tưởng là dễ, mọi việc gì chúng ta cũng nhìn bằng một cái khách quan thì chúng ta luôn luôn bình phẩm, chúng ta nói như thế này thế nọ, nhưng sự thật khi vào diện thì nó có đơn giản. Bây giờ nói là chúng ta cứu khổ trong khả năng của mình thôi. Vì tất cả chúng sinh không khổ về vật chất, cũng khổ về tinh thần, không khổ về tâm, cũng khổ về thân. Xin lỗi, không khổ về thân, cũng khổ về tâm. Vậy thì những cái niềm đau nỗi khổ, những cái chấp ngã chấp hữu của họ không biết buông xuống, họ không chấp nhận buông xuống, thì chúng ta thường chúng ta nói là cái câu đó là trời cứu, nhưng không có trời nào cứu được, không ai cứu ai hết. Đó là họ tự không biết vượt qua thì họ phải chịu. Cũng như thế, Phật dạy nên đã làm lành, biết buông bỏ, biết về đường ác, biết ly tham, biết đoạn diệt, biết xả ly, họ đâu có chịu. Họ kêu xả ly họ vẫn có mặt, họ kêu tránh đi cái đường ác, thực hiện những cái điều lành nhưng họ không làm, thì điều này thì cũng bó tay thôi. Chứ sau giờ thì đó là cái duyên nghiệp của chính họ, cái cơ duyên của chính họ nó chưa có tới. Cho nên cái việc đau khổ của chúng sinh, ai cũng đau khổ như ai. Những cái gì mà chúng ta có nó mất đi, bảo chúng ta quán về tam tướng nó vô thường, khổ não vô ngã, những người đó chưa có thực chất. Bởi vì họ đánh mất đi, họ bị mất đi những gì mà thân thương triều mến. Chỉ một thời gian ngắn, chỉ vài ngày, hay hoặc là vào buổi sáng họ gặp lại, vào buổi trưa đã chết, đã qua đi, vào buổi chiều đã không còn nữa, ngày hôm trước, ngày hôm sau đã không còn nữa. Bao nhiêu đó thôi, chúng ta thấy cũng là một vấn đề. Nhưng điều bảo họ thấy vô thường không? Họ không thấy được, lúc đó họ cảm thấy rằng họ đau khổ khi họ mất mát hết chuyện. Nhưng nếu một người có hữu duyên, hữu phần, thì từ cái duyên khởi đó, từ cái chuyện đó, họ có biết tu quán, họ biết si quán, thì rất là tốt đẹp. Kêu họ khởi sanh thiện tâm, thì họ không khởi sanh thiện tâm. Kêu họ đi về đường đông, họ không chấp nhận họ đi về đường tây. Thì chúng ta thấy cái điều đó cũng, cái phần này cũng tùy duyên. Kêu đừng thân với người ác, đừng thân với người ngu. Nhưng họ có một số thầy tỳ kheo cũng vẫn nghe theo lời của Đề Bà Đạt Ma, đi theo Tôn Sư Đề Bà Đạt Ma. Thì đó cái chủng tánh của chính họ đã có kết tạo từ tiền thân. Thì hỏi như vậy thì tại sao mà Phật ngài không dùng cái thần lực, ngài không dùng cái khả năng của chính ngài để nhiếp phục? Đức Phật ngài không có làm như vậy. Không có làm những cái chuyện gì mà bắt buộc, hay không có làm những chuyện gì mà phải ép buộc phải theo ngài, mà phải dùng cái trí tuệ mới quy y, mới nương tựa, mới thực hành theo được. Thì đây là vấn đề. Nếu chúng ta thiếu tâm bi mẫn trước nỗi khổ của chúng sinh thì là một chuyện không phải như vậy. Bây giờ một bác sĩ, người ta có nhiều cái tâm bi y đức, đến đứng trước một bệnh nhân mà họ cố gắng hết sức mình rồi thì họ cũng bó tay thôi, để cho chúng sinh đó đi theo tìm duyên của chính họ, chứ không thể nào mà bắt buộc họ phải không, chứ phải nói rằng bác sĩ đó kém khả năng hay là không có cái tài để cứu. Điều đó là thua rồi. Bởi vì bệnh này đã đến thời phải ra đi thì bác sĩ cũng bó tay. Thì như vậy, mặc dù tâm có hết sức cố gắng cũng như thế nào, cái tâm từ tâm bi của một người Phật tử nhớ đứng trước những niềm đau nỗi khổ của tất cả,
mà chúng ta nếu có tâm bi mẫn thì quả thật có vấn đề. Khi chúng ta không có tâm bi mẫn nhưng chúng ta vẫn có tâm bi mẫn nhưng chúng ta không thể giúp được họ. Còn nếu chúng ta thiếu tâm bi mẫn, tức là niềm đau nó khổ họ trơ trơ bất động, thì người này quá là nguy hiểm. Trước nhất chúng ta suy quán chúng ta có thể giúp họ được hay không, ngoại trừ khi nào chúng ta không giúp họ được thì mới có vấn đề. Thì nó không là vấn đề gì, nhưng nếu như chúng ta thấy người ta đói khổ là một người tu thì phải giúp đỡ cho họ được no ấm. Nếu như thấy họ bệnh hoạn thì mình có thể giúp đỡ trong khả năng của chính mình không? Thì đấy cũng thể hiện cái tâm bi mẫn đối với chúng sinh. Còn cái chúng ta có thể giúp, không thể giúp thì chúng ta không giúp được, thì không có vấn đề gì cả. Còn nếu như chúng ta có thể giúp mà chúng ta không giúp thì ở đó chính chúng ta là con người keo kiệt, là con người bỏng sẻn, là con người rất là chấp thủ, chấp ngã. Còn nếu nó theo xã hội, tức là con người dị kỷ, chỉ biết cái riêng của mình thôi, chứ không có quan tâm đến những cái đau khổ của thai nhân hay là của đồng loại, thì đây là một vấn đề lớn. Mà cái điều đó thì nó không phải là trong cuộc đời này, nó rất là nhiều. Thì các bạn thân tâm, đây là câu trả lời của chính con là vậy. Nhưng có gì không có tốt thì kết cùng thân thân gọi Nam Mô Phật Thầy á. Sao thủ cái chân từ đó tới mình à, thưa quý vị, đau khổ và hạnh phúc là hai đề tài rất lớn, rất là quan trọng. Trong Phật Pháp chúng ta phải nhìn với rất là nhiều góc cạnh khác nhau. Ở đây hôm nay thưa quý vị, chúng ta học về hai thủ tánh bi và tùy hỷ đó. Thì chúng tôi muốn nhắc quý vị Phật tử là quý vị quan hỷ xem lại bài học số 47 và Abhidhamma 47 nói về thủ tánh vô si hay là trí tuệ. Lẽ ra thì trí tuệ đặt ở sau cái bi và tùy hỷ, nhưng mà do cái lời yêu cầu của thượng thọ tự siêu, do đó sau cái thủ tánh vô sân thì chúng tôi lại để cái thủ tánh vô si hay là trí tuệ là quý vị cố gắng đọc. Tại vì theo trong thắng pháp thì là đặt ở sau bi và tùy hỷ. Sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trung Phật Pháp Buddha Dhamma kính thiêng chư tôn đức đã vào cùng để thuyết giảng đại lễ nguyên này. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.